Thưa quý vị, Long An có nhiều loại nông sản chủ lực phục vụ xuất khẩu và Hoàng Phát Fruit là một trong những công ty hàng đầu góp phần đưa trái cây của tỉnh vươn xa ra thị trường thế giới. Với lợi thế sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, kết hợp cùng kỹ thuật truy xuất nguồn gốc số hóa, Hoàng Phát Fruit luôn tích cực đổi mới kỹ thuật công nghệ nhằm mang đến khách hàng sản phẩm có độ an toàn cao. Đây là một trong số ít công ty hàng đầu tại Việt Nam sử dụng công nghệ khơi nước nóng VKT nhằm tiêu diệt mầm bệnh tối đa mà không hề gây tổn hại đến độ tươi ngon và dinh dưỡng của trái cây. Đồng thời, công ty luôn duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001-2008. Chính điều đó đã giúp sản phẩm của Hoàng Phát Trust đủ điều kiện đóng gói xuất khẩu sang những thị trường nổi tiếng về sự khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ và châu Âu. Với sản lượng 10.000 tấn một năm, sản lượng này tăng trưởng đều qua từ năm đến 10%. Định hướng của công ty là muốn mở rộng ra thêm nhiều mặt hàng trái cây cũng như là nghiên cứu thêm nhiều công nghệ để có thể mang trái cây Việt Nam đi những nhiều thị trường trên toàn thế giới. Hiện nay thì chúng tôi đang sử dụng những cái công nghệ như công nghệ xử lý nước nóng, công nghệ xử lý hơi nước nóng, ngoài ra thì có công nghệ xử lý lạnh, những cái công nghệ sơ chế như ngoài ra công nghệ sơ chế rửa hay là công nghệ xử lý mủ. Khi được quá mục tiêu trên, công ty đang mở rộng nhà máy với công suất tăng gấp 6 lần hiện tại, tương đương khoảng 160 tấn một ngày để thu mua nhiều hơn nữa sản phẩm trái cây của người dân địa phương và trong vùng nhằm phục vụ xuất khẩu đi các thị trường cao cấp trên thế giới.